Hello, xin chào tất cả các bạn và xin chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh năm 2020 thật bình an, vui vẻ ở bên gia đình nha. Vâng, hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn về bé Quốc Kiệt ở Bình Dương đó. Bé bị tai nạn xe cộ mà bị gãy hết một chân và hư hết một con mắt các bạn. Hôm nay thì thấy bé cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thấy mình hay giỡn chơi và đùa nói rằng là ba nuôi Khương Dừa đó, tại vì Khương Dừa hay đi giúp những trẻ em mồ côi hay những bạn mảnh đời bất hạnh đó. Thì bữa nay thì thấy bé cũng đỡ hơn phần nào, nhưng mà cái chân của bé thì nó hơi nhìn thấy ớn lắm các bạn, tại vì nghe bà ngoại của bé Quốc Kiệt nói là nó bị nhiễm trùng lạm mủ, cho nên vào nhà thương người ta bắt cái mấy con ốc vào xương mà nhìn thấy ớn lạnh lắm luôn á. Ngày xưa thì bắt thẳng vào trong xương, còn bây giờ thì họ bắt mấy cái nóc xi đáp ở phía ngoài rồi xuyên thẳng vào xương. Nhờ thử ra khi mà cái chân của bé mình thấy mang như là một miếng sắt, một cái cây anten ở trên bàn chân nha, thấy nó rất là bất tiện. Mình cũng nghĩ nghĩ lỡ mà bé đi bé dấp té hay là bé không cẩn thận hay như nào rồi cũng một điều rất là nguy hiểm cho bé Quốc Kiệt lắm. Hôm nay thấy Khương Dừa với lại bà Nguyễn Thị Ngân trở lại nhà của bé Quốc Kiệt để hỏi han giúp đỡ cho bé. Tại vì có nhiều người cũng hỏi thăm bé Quốc Kiệt và cũng giống như là ở trên cộng đồng mạng người ta thương mến bé Kiệt thì dễ thương rồi hiền lành, mà không may cuộc đời lại bị như vậy. Mẹ thì đi lấy chồng khác rồi, bây giờ ở với bà ngoại chăm sóc. Có một câu chuyện cũng vui là khi mà bé bắt cái cây nóc xi đáp nó dài vậy nè vào cái chân của Kiệt. Ở trong nhà thương người ta hỏi ở nhà có tivi truyền hình không, thì bà ngoại nói rằng bà ngoại của bác Kiệt á, tại vì bà ngoại là người đứng ra chăm sóc cho bác Kiệt, nói là ở nhà không có tivi, nói nếu mà có tivi thì khỏi cần mua antenna, tại vì chân bác Kiệt có sẵn cái antenna rồi, thử ra về nhà có tivi là như là coi được rồi, khỏi cần mua. Bây giờ tại vì có nhiều người nói tại sao mình thích làm theo những cái case mà của Khương Dừa, chẳng hạn đi đây đi đó mà mình theo cái trend của Khương Dừa mình nói, tại vì thay vì người ta cũng có coi cái clip chính rồi, mình lại cảm thấy rằng cái việc làm của Khương Dừa nó có ý nghĩa và mình muốn có nhiều người để giúp đỡ, như là một cái quỹ để cho Khương Dừa đi đây đi đó để giúp nhiều người nghèo hơn. Tại vì ở Việt Nam nhiều người nghèo lắm, nhiều người cần sự giúp đỡ của Khương Dừa lắm, nhưng mà cái quỹ thì nó cũng có giới hạn thôi. Thành thử ra lâu lâu thì mình thỉnh thoảng mình cũng gửi về một chút ít để giúp cho Khương Dừa, nó không đáng là bao nhiêu. Và mình muốn ở người Việt ở mọi nơi khắp trên thế giới, nếu mà chúng ta có ít thì giúp ít, có nhiều thì giúp nhiều, để gửi về cho bạn Khương Dừa có thể trang trải và giúp đỡ cho những hoàn cảnh như là bé Kiệt, bé Sương, Phước Lộc hay là bé Khôi mà vừa rồi mẹ của bé Khôi mất đó. Đó. Bây giờ cha thì bỏ đi rồi, mẹ thì mới mất bơ vơ, bây giờ chỉ có người cha nuôi là anh Danh ở gần đó chăm sóc thôi. Đó là những mảnh đời mà phải cần thiết, mà Khương Dừa cũng phải cần có một cái quỹ để giúp đỡ những mảnh đời đó. Ở nhân tiện đây mình cũng xin kêu gọi là nếu mà tất cả các bạn ở trên thế giới này, nếu chúng ta có khả năng giúp đỡ được thì gửi về cho cái chương mục của Khương Dừa. Khương Dừa có cái chương mục ở Ngân hàng Á Châu tên là Trần Thế Khương, số tài khoản là 0302198448. Vâng, để mình lặp lại một lần nữa ha. Khương Dừa có cái chương mục ở tại Ngân hàng Á Châu tên là Trần Thế Khương, số tài khoản là 0302198448. Chúng ta có thể gửi trực tiếp về ở nơi đó. Còn ghi trên thông báo gì thì các bạn ví dụ muốn giúp mảnh đời nào thì cho bạn ghi trên đó, hoặc là tự ý để cho Khương Dừa giúp ai cũng được.
gần đây, cách đây hôm qua mình coi được một cái clip của Khương Dừa, mình cũng muốn làm một cái clip chia sẻ chia buồn với Khương Dừa về sự mất mát ra đi của bà ngoại của Khương Dừa. Nhưng mà thấy thôi không làm đâu, tại vì thứ nhất là nó buồn, thứ hai nữa bây giờ hiện giờ ở trên cộng đồng mạng sự ra đi của ai là mà mình vô tình mình làm mình chia buồn thôi, mà lỡ mà bị người ta bóc phốt nữa, nói này kia nọ nữa thì nó cũng không hay. Cũng giống như hiện giờ mấy cái vụ mà của nghệ sĩ Chí Tài rồi nhạc sĩ Lam Phương này kia nọ đó, vâng, rồi có nhiều người làm không đúng rồi bị cộng đồng mạng hay bóc phốt lắm, cho nên thôi mình tính rồi, mình thấy mà cái, tại vì mình thấy mình có mấy clip lịch trước đó, mấy tháng trước khi mà Khương Dừa về thăm bà ngoại Khương Dừa, hai bà cháu nói chuyện rất là dễ thương, mà Khương Dừa hay chọc bà ngoại lắm, nhất là những lúc mà Khương Dừa về giả bộ là người lạ rồi vô ăn cướp rồi hỏi bà ngoại bà còn bao nhiêu tiền thì cái nọ, thấy những hình ảnh những cái kỷ niệm nó rất là dễ thương. Hai bà cháu Khương Dừa cứ quấn quýt bên bà ngoại rồi giống như trở lại cái thời mà còn con vậy đó, nếu chứ ngoại đi đây đi đó rồi chọc ngoại. Và dĩ nhiên là Khương Dừa cũng không quên nhắc đến những cái kỷ niệm ở bà ngoại rất là nghèo, ở với ngoại đi học ngoại không có cho tiền nhưng mà ăn uống gì thì ngoại lo hết, ở với ngoại từ nhỏ. Cho nên những hình ảnh mà khi mà bạn Khương Dừa chia sẻ bà ngoại ra đi đó thì làm cho bạn Khương Dừa cũng nghẹn ngào. Mình cũng thấy ai coi những cái clip đó thì cũng thấy cái sự ra đi mất mát của bạn Khương Dừa đối với bà ngoại của mình là một sự mất mát rất lớn trong cuộc đời. Tại vì đó là những hình ảnh đẹp ở bên bà ngoại chăm sóc, bà ngoại nuôi nấng. Rồi mới thấy bà ngoại đó về thăm, rồi bây giờ bà ngoại đã ra đi rồi. Năm nay thấy nhiều người lớn tuổi hay tạm biệt cõi trần gian vào mùa đông các bạn ha. Thường thường mùa đông là mùa lạnh giá, thành thử ra sức khỏe con người nó cũng cái người mà lớn tuổi sức kháng thể họ cũng yếu, cho nên các bạn nào mà có cha mẹ ông bà lớn tuổi rồi ở mùa đông thì hãy chăm sóc các cụ kỹ hơn. Quay về sự chia sẻ với các bạn về bé Kiệt, thì bây giờ bé Kiệt cũng được cộng đồng mạng thương mến và có gửi cho một Khương Dừa một số tiền cũng khá khá. Ngoài số tiền mà 2 triệu đồng mà mỗi tháng Khương Dừa gửi về cho bà ngoại của bé Kiệt để giúp bé Kiệt đó, thì trong chương mục của bác Kiệt cũng có một số tiền. Và hôm nay thì Khương Dừa gom hết tất cả những số tiền mà của Mạnh Thường Quân gửi về thì trao cho bà ngoại để đó để giúp cho bác Kiệt đi thay băng hay là đi giải phẫu cái chân đó, thì số tiền lên được là 35 triệu. Đây là một số tiền không có nhỏ các bạn ha. Cũng như bạn Khương Dừa đã chia sẻ, bé Kiệt là một trong những đứa bé ngoan ngoãn cho nên được cộng đồng mạng thương mến, bà con cô chú trong và ngoài nước thường hỏi han và chăm sóc. Nhất là bà ngoại á, bà ngoại khi thấy Khương Dừa tới nơi trời ơi mừng lắm, liếu lo nói chuyện nhiều khi nó cũng cà lâm luôn nữa. Có những câu mà bà ngoại nói chuyện rất là chân thành luôn, làm cho mình cũng thấy cảm động lắm. Như là những cái câu như là tôi giống như là một người chết đuối giữa dòng sông, cộng đồng mạng bà con cô bác thấy đưa cho tôi một cái phao, thì cái phao này nó như cứu vớt cuộc đời của bà cháu tôi rồi. Không ơn nghĩa này không biết kiếp này chắc trả không được rồi. Thì bà ngoại nói rõ ràng, nói thật tình như vậy. Tại vì chúng ta biết bà ngoại cũng nghèo, thì bà ngoại nó nghĩ sao nói vậy, chắc đợi kiếp sau tôi có thể mới trả được những cái ơn nghĩa của các cô chú bác.
xuống nhà ở dưới nhà ngoại của bác Kiệt ấy, thì cũng ở ngoài đó có mấy căn nhà nó lụp sụp rồi, giống như một cái chầu vậy. Nó ở giữa trong cánh đồng cao su ở đó, nó mênh mông hiu quạnh lắm. Nó tả tơi lắm các bạn ơi, nhìn thấy nghèo lắm, nhìn thấy nó ơi, mình không biết tại sao mà ở Việt Nam mình có nhiều cái cuộc đời nó bi đát như vậy đó. Nghèo ơi là nghèo, bà ngoại thì rất thương cháu, rồi phải cua mang cháu nó trong khi tuổi 60 mấy rồi, lụm khụm như đi móc mũ cao su để kiếm sống qua ngày. Ông ngoại thì cũng bệnh, không có đi làm được gì nhiều. Đã có một người cậu mà người cậu cũng bệnh xuyên lên xuyên xuống, cũng chẳng giúp gì được cho bé. Mẹ của bé thì lại đi có chồng khác, cho nên dĩ nhiên là không phải là không quan tâm cho bé, nhưng mà có một gia đình mới rồi cũng mới sanh em bé nữa, cho nên bé nó giống như là mồ côi gì đó, nó thấy tội nghiệp lắm. Cũng may là sau khi coi những cái clip thì có một người nào đó hứa sẽ xây nhà cho bé Kiệt. Tại vì ông chủ của đất đồng điền cao su đó nói với lại bà ngoại của bé là cho bà ngoại xây một căn nhà nhỏ nhỏ cho bé Kiệt, cho mấy bà cháu ở. Thì có một mạnh thường quân thì nói rằng nếu mà có miếng đất rồi á, bên kia mà xong xuôi á, thì họ sẽ tài trợ cho bà cháu xây căn nhà ở đây tránh mưa đục nắng, tránh nắng đục mưa nha. Hay mình cũng như các bạn biết đó, mình hay coi những cái clip mà đi giúp đỡ người này người kia người nọ, cho nên mình hay xem bạn Khương Dừa đi đây đi đó. Nhất là cũng có nhiều người nói rằng tại sao dạo này Khương Dừa ít có vô trong miền Nam, giúp trong miền Nam hay ra miền Trung. Thì cũng như các bạn cũng đã biết, vào tháng 10, 11 vừa rồi thì lũ lụt miền Trung, rồi sạt lở ở miền Trung, những cái vùng mà gần gần biên giới Lào đó, đó là việc cấp bách. Cho nên bạn Khương Dừa với lại ekip Khương Dừa phải ra ngoài đó để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Và ở miền Nam này thì cũng có nhiều mảnh đời bất hạnh chờ bạn Khương Dừa giúp đỡ. Rồi bây giờ xong ngoài đó rồi thì bắt đầu vô tới trong miền Nam này để giúp đỡ cho người ta. Ngoài cái vụ mà đi hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình nghèo, bạn Khương Dừa cũng còn có bán sầu riêng. Nhiều bạn nói cái cửa hàng sầu riêng ở quận 8 của Khương Dừa lo chưa có xong, mà bây giờ lại mở thêm một cái sầu riêng nữa ở ngoài Hà Nội. Như vậy tất bật hai bên, rồi lo chương trình entertainment của Điền Quân, rồi lo đi giúp đỡ người nghèo, đâu có thời gian đâu, không đâu có thời gian làm sể. Cũng có ekip, cũng có nhờ những đệ tử của Khương Dừa ra để giúp đỡ bay ra Hà Nội để làm công việc sầu riêng đó. Nhưng mà mình coi mấy cái clip đó rồi thì bây giờ trái cây sầu riêng nó lại hút, quá hút luôn đi, cho nên không có trái cây bán ở trong, đừng có nói chi Hà Nội, ở Sài Gòn cũng không có sầu riêng để bán luôn nữa. Bây giờ nghe nói giá sầu riêng lên ngút trời luôn, cho nên lấy về làm sao mà bán được. Ngày xưa bán chỉ có 160-170 ký, bây giờ lấy giá tại vườn là cái giá đó rồi, hoặc là hơn nữa. Thì bây giờ mà bán sao đây, 200-200 mấy à. Như vậy thì quá đắt không các bạn ha. Và cũng mình thấy nó có một điều hơi không công bằng cho bạn Khương Dừa là những nhà vườn á. Khi mình hứa với người ta rồi, mình bán sầu riêng cho người ta rồi, cũng như mình thấy Phương Trời Xa Xứ Lạ chia sẻ, tới ngày mà khi mà xuống đặt cọc nói chuyện để hái sầu riêng á, thì nhà vườn đã bán cho người khác rồi. Mình thấy những cái việc làm của nhà vườn như vậy á, mình không phải là mình nói gom đủ cái nắm đây, chỉ là mình nói một hai người thôi, một vài người thôi. Có thể là họ vì cái lợi mà đã quên đi cái tình nghĩa lúc trước,
Các nhà vườn có nhớ rằng lúc trước mà 1-2 năm về trước, khi mà sầu riêng bị nước mặn rồi xuất khẩu qua Trung Quốc không được á, không có ai mua, thì Khương Dừa đã đi về dưới quê rồi mua sầu riêng chuyển lên Sài Gòn bán giùm cho các bạn và giải cứu những trái sầu riêng mà không ai bị ùn ứ, không ai mua. Bây giờ thì không hiểu sao khi mà nếu mà các nhà vườn các bạn đã hứa với người ta và đã bán với người ta rồi thì cũng nên giữ lời, chứ tại sao tới giờ chót thì lại đổi ý, trong khi đó người ta lặn lội từ trên Sài Gòn xuống tới nơi rồi để nói chuyện đặt cọc này kia nọ để hái, thì các bạn lại đổi ý và bán cho người khác. Mình buôn bán, mình nghĩ rằng các bạn nên giữ chữ tín. Các bạn ha, làm công việc gì cũng vậy, chữ tín là quan trọng nhất. Mà làm ăn mà các bạn không giữ chữ tín, nó khó lâu bền lắm. Nếu mà sau này các bạn thấy cái lợi nhỏ, các bạn quên đi cái lợi ích lớn, thì nó không tốt cho công việc kinh doanh của các bạn đâu. Mình chắc chắn là như vậy luôn á. Với hơn nữa, trái cây sạch thì ai cũng muốn dùng. Bạn Khương Dừa thì thường thường mua những loại trái cây sạch thơm ngon để chia sẻ những người cho người tiêu dùng từ Nam chí Bắc. Bây giờ thương lái Trung Quốc có mua nhiều đi nữa, nhưng mà biết đâu một ngày nào đó họ sẽ bỏ rơi các bạn đâu, phải không? Bây giờ có bạn Khương Dừa rồi, mình nghĩ các bạn ở những nhà vườn nên tin tưởng Khương Dừa. Tại vì Khương Dừa hiện giờ có hai cái cửa hàng, là một là miền Nam, hai là miền Bắc. Với cái thương hiệu của Khương Dừa, họ lấy cái tên của họ, họ đánh đổi. Thì nếu mà trong những cái video clip mà mua sầu riêng của các bạn á, Khương Dừa đề cập đến nhà vườn của các bạn, thì chắc chắn trái cây của các bạn sẽ được uy tín nhiều hơn. Làm ăn thì nó có lâu dài hơn. Mong rằng các nhà vườn mà đừng có làm những cái chuyện như vậy lần thứ hai nữa. Nó không công bằng cho người ta. Khi mà người ta đã giải cứu nguy cho mình rồi, và bây giờ mình lại thất hứa với người ta là việc làm không nên. Ok, vâng, cảm ơn các bạn đã xem sự chia sẻ clip về bé Kiệt ở Bình Dương, được Khương Dừa hôm nay đến nhà để hỗ trợ thêm một số tiền nữa. Mình thấy bạn Khương Dừa cũng hay á nghe, đi tới đâu rất là bình dân, vô tới nhà bà ngoại đã sẵn đói bụng quá rồi cái xuống nhà bếp nấu cơm rồi chiên cá chiên khô ăn rất là tự nhiên bình dân, giống như là người trong gia đình vậy đó. Đây là một điểm đặc trưng của Khương Dừa đó các bạn. Vâng, ok, các bạn, cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình cái clip về sự giúp đỡ của bạn Khương Dừa đối với bé Kiệt. Nếu các bạn thấy sự chia sẻ này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn nha. Vâng, Noel ở Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, hôm qua là 25 Tây rồi, nhưng ở California thì hôm nay mới chính là ngày 25 Tây, giấc sáng. Năm nay thì ở Mỹ thì toan rồi, không có lễ lọc gì hết trơn, mà nay ở nhà người nấy, cũng không có tổ chức gì nhiều nữa. Tại vì con vịt cúm Covid-19 này nó hoành hành quá các bạn, Mong rằng chính phủ Mỹ, hiện giờ đã có vaccine nữa, bây giờ chính phủ Mỹ đang phân phát cho từng người một. Mong rằng cái Covid-19 này qua mau để tất cả cuộc sống của mọi người chúng ta trở về như thuở ban đầu lại nữa. Cảm ơn các bạn. Rồi xin chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye.